dòng đời bao la, tình đời sóng gió, lòng người mênh mông thăm thắm mờ xa. Tình quê chợn chợn, sớm ruộng chiều nương, mấy chốc tuổi đời, tóc bạc sương mai. Lòng người đam mê chìm vào khổ não, để rồi thương đau cho kiếp người sau. Xin được bình yên bên đồng ruộng phương, sóng sánh vô về thêm đẹp tình quê. Gió trăng muôn kiếp vẫn bên nhau, với em anh mãi không xa lìa nhau. Tránh sao ai nỡ đoạn ly, cho yên lìa quanh mang kiếp buồn phiền. Chiều buồn sao sầu nhớ lâu, không cho kiếp người tôi phân buồn mình em. Khát nước khô cả cổ, không biết tụi mình bị còng đến bao giờ mới ra. Anh coi hai cái chân tôi sưng tím hết nè. Thì tôi cũng vậy, nhưng anh còn hy vọng chị chạy lo, còn tôi đây mới khổ chứ. Bà con dòng họ chẳng còn ai cả. Má con gái lớn một nách ba con, chạy gạo bữa cháo bữa rau còn chẳng đủ, thì làm sao lo việc xu thuế cho tôi. Càng nghĩ càng thương thân đàn bà yếu đuối, một nách ba con dạy vào sương nắng. Giờ còn lo đến việc thuế sư, làm đàn ông như tôi thật khổ thẹn vô cùng. Anh cũng đã cực khổ với ruộng đồng, lao lực cả ngày đâu có hở tay. Nếu anh không chạy lỗ ma chay cho mẹ, để mẹ lỗ lộ tôi đâu có yên tâm. Gom góp vừa đủ mua một cái hòm, lo cho mẹ yên mồ lại tới nạn thuế thân. Tụi mình còn thua con chó của nhà giàu, nghĩ ông trời thật bất công. Đừng có nói nữa, mấy ổng tới kìa. Không có năm nào mà thâu thuế chậm như năm nay. Cái đám dân ở xã này nó cứng đầu lại biến nét. Một năm có 6 đồng thuế thân lột cũng không nổi. Bao hại tôi phải đi lùng bắt bỏ ăn bỏ ngủ. Hai thằng kia, tao hỏi tụi mày chừng nào mới có tiền đóng thuế đây? Dạ bẩm thầy hương quản, thầy cho con về đi làm mướn mới có tiền, chứ con không có ai lo hết. Mày giỡn mặt với tao hả mày? Thả mày ra để mày trốn hả? Mày trốn phải không? Bảo thằng này, con vợ mày đâu? Sao không đem tiền đóng thuế? Bộ mày tính nằm dạ đây hả mày? Bẩm thầy hương quản, tại trả tiền không được, chứ vợ con đâu ngỡ bỏ con trong cảnh đói khát xiềng rong như thế này. Ôi đừng có rên rỉ nữa. Vợ chồng mấy mảnh cùi cụi, hết làm ruộng đến cày thuê cây mướn, một năm không lẽ không có 6 đồng đóng thuế? Dạ năm nay ruộng thất mùa, thu được chỉ có 6 giả lúa thì đóng cho chủ biền hết. Vợ con phải đi mót từ thúng lúa để ăn. Năm rồi gom được có mấy đồng thì mẹ tôi đau rồi mất, mua hòm chôn là hết cả tiền rồi. Nhà nghèo có chết thì bó chiếu chôn mẹ nó đi, còn mày đặt hòm rương. Thưa ông xã,
con chó ông chết, ông còn đóng quách vô. Còn mẹ tôi, ông lại biểu bỏ chiếu. Bộ nghèo không phải là con người sao chứ? Mẹ đó! Hỗn hào hả mày? Hỗn hào! Ông hỗn hào hả? Ông đừng đánh nữa! Anh dậu anh bệnh nặng lắm! Ông đánh, rồi anh chết làm sao? Chết hả? Tao đánh chết đó! Ai làm tao cái thứ dân ngu? Luật kia nhà nước đã bày ra, một năm sáu đồng bạc ai không lo thì bị tội. Đóng trăng cho đến ngày có tiền mới được về. Các ông cứ đánh chết tôi sợ gì đâu, giết cả vợ con tôi sống làm chi, suốt đời khổ thân. Gió mưa lầy lội của cài lao nhọc, cơm chăn no lòng, lại còn gặp đám hung thần. Mày chửi tao hả? Hung thần hả? Hung thần nè! Hung thần nè! Hung thần nè! Hung thần nè! Đừng đánh chồng tôi nữa! Tôi lại thầy Hương Quảng, lại ông xã trưởng. Mình ơi! Mình... Thôi đi! Nó xỉu rồi kìa! Bớt nóng chút đi thầy Hương Quảng! Nóng quá mà! Thôi tụi mình ra ngoài quán ngồi nhậu một lát cho nó đỡ bực nha! À. Hương Tôn! Coi chừng của nó nha! Đi! Đi thầy! Anh Dậu, tỉnh lại đi mình ơi, sao lại khổ sở như vậy? Cho tôi miếng nước. Đây, uống đi mình. Trời ơi, cả hai ngày cơm không ăn, nước không uống thì làm sao mà chịu nổi nè trời. Mình đó à, các con có gì ăn chưa? Nhà còn có một rổ khoai, tụi nó ăn no cả rồi. Tôi giao gái lớn coi em, tôi đi qua nhà ông cậu. Lại qua nhà ông cậu? Tôi đã biểu mình đừng có đi mà. Họ có bao giờ coi mình là con cháu đâu. Tôi xin lỗi, chỉ vì nóng ruột mình nên chạy thử cầu may. Đâu ngờ họ lại vô tình như vậy. Trời ơi, sưng bầm tím hết rồi, đang đau yếu mà còn bị gông cùm đánh đập. Mình ơi, mình không thể nào chịu nổi nữa đâu. Mình ơi, nếu mình có bề nào thì mẹ con tôi phải sống sao? Hiện nay làm sao giải thoát được gông cùm? Quả mai Phật trời thương xót, cho kiếp luân hồi mình sẽ gặp may hơn. Anh Dậu ơi, đừng nói chuyện thương tâm, tôi nghe thêm đau xót trong lòng. Mỗi người sanh ra đều có một số phận, anh chẳng thương anh, nhưng hãy thương con với vợ. Nhưng tôi đâu còn sức lực để mà vươn lên, có sống thêm chỉ làm khổ con khổ vợ. Nghe nói
cái tổng quê ở quận mình. Muốn sinh một con nuôi để làm đứa đỡ đầu. Anh hãy liệu bề cho con anh về, làm con của người ta, lo việc làm ăn rồi chuộc lại nó sao. Cứu cả gia đình thoát ra kiếp nạn tai ương, nếu mà như tôi một bóng một thân không ai vướng bận buộc ra, tôi có ra sao cũng không ai chịu khổ. Còn anh có mệnh hệ nào thì vợ con anh sẽ ra sao? Nhưng con tôi nó còn quá nhỏ, nó đang ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Biết về đó rồi người ta có coi nó như con không? Hay nó lại phải tiếp tục sống trong cảnh đọa đày khổ ải? Ông bà mình thường nói, ngộ biến phải tùng quyền, hơn là để chị phải vất vả ngược xuôi. Mà có được gì đâu, vả lại gái lớn về đó nó được no ấm tấm thân, hơn là ở nhà ta bữa no bữa đói. Cảm ơn chú mới đã lo giùm tụi tôi, để tôi suy nghĩ lại. Chị Đào, chị còn suy nghĩ là không kịp đâu. Anh Dậu mà bị một trận đòn nữa là khó sống. Chị thấy không, môi miệng ảnh đã nứt hết rồi kìa. Không biết anh Dậu có làm gì mà ông Hương Quảng đánh đập thảm thê như là đánh kẻ thù vậy? Con mẹ kia, đừng có hỏi tại sao nữa. Về mau đi. Ở đây ông về ông thấy mày ôm thằng Dậu ngứa mắt ông là về nhà chạy lo cho nó mau đi. Dạ, dạ tôi về đây. Mình ơi, mình ráng chịu đau, chút nữa tôi sẽ lo đem mình ra. Dạ, thưa chú Hương Tuần, tôi về. Nín đi cưng ha, cưng khát sữa phải không? Ôi nín đi nha, nín đi nha.
Gái lớn, bộ má con chưa về hả? Dạ chưa. Thằng Túc nó đói bụng, khóc đòi ăn cơm. Gái nhỏ khát sữa, con định bồng ra nhà làng đón má. Tội nghiệp quá, mới bé lớn mà phải giữ hai đứa em. Đây, bà mua hai gói bắp về cúng ông Tư. Con lấy một gói cho em con ăn đỡ đi, đừng bồng em đi, nắng lắm đó. Dạ, con cảm ơn bà Tư. Tức à, vô ăn bắp nè. Bà lớn mà bán hết rồi, còn mấy củ nhỏ xíu à, em không ăn đâu. Bắp bà Tư cho nè, em ăn đi. Chừa cho chị một chút, chị nhai cho Út ăn. Ngon quá. Em ăn hết nha. Chị gái ăn khoai đi. Ờ, ngồi ăn đưa em. Chị đi nấu khoai, má về ăn. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thế mà ngày dài mang ơn. Trời ơi, em còn khát sữa dữ lắm phải không con? Trời ơi, tội nghiệp con quá. Chồng con làm sao rồi? Làng xã họ có làm khó dễ gì nó không con? Chồng con bị đóng trăng, hương quản cho người ta hành hạ anh dữ lắm thím Tư à. Trời ơi, quán thù gì không biết nữa. Người ta thiếu thế thì từ từ, để người ta lo đóng từ từ lại nó. Chứ sao mà lại bắt bớ đóng trăng rồi còn hành hạ người ta như vậy chứ? Cái đám này không phải là con người mà. Rồi bây giờ con tính thì sao Đào? Không lẽ con còn biết tính sao nữa thím Tư? Phải chi người ta đòi ăn tim uống máu của con thì con cũng sẵn sàng hy sinh để cứu chồng con. Chứ biết làm sao con kiếm được nhiều tiền khi gia đình con đang chịu đói nghèo, sống như bò như bèo, nơi ao tù hoang vu. Dù nay lưng làm mướn làm thuê, giá sàn nắng trời bạc áo phong sương, miếng ăn chưa được no lòng cho những đứa con thơ. Làm sao chia sớt khi ai ai cùng chung chịu đói nghèo, cơm áo chẳng no lành, dành tiền lo đóng thế thân. Nhìn mấy đứa trẻ thơ mà thím đây đau xót vô cùng, lòng chỉ biết nhờ ơn trời Phật xót thương. Tội nghiệp con tôi. Gái lớn à, con coi còn hộp gạo nào nấu chút cháo má đút em. Má hết cả sữa rồi. Má ơi, để con nấu khoai má ăn. Má đói làm sao có sữa. Trời ơi, em không ăn khoai đâu, em muốn ăn cơm hả? Mày ăn gói bắp rồi, còn đòi ăn cơm nữa. Nhà hết gạo rồi mà cứ đòi ăn cơm hoài à. Ủa, bắp đâu mà nó ăn vậy con? Dạ bà Tư cho. Con đi nấu khoai nghe má. Trời Phật cũng thương cho con đứa con gái đầu lòng giỏi giang hiếu thảo. Ốm yếu vậy đó mà chịu thương chịu khó giúp mẹ nuôi em. Nhiều khi nhìn nó vừa đút cháo cho em, vừa ăn khoai đỡ dạ, mà thím nao nao cả lòng vậy con à.
Vậy mà con còn định... Con định cái gì? Nghe nói có vợ chồng ông Nghị nào đó muốn mua một đứa con nuôi. Đào, không lẽ con định bán con của con sao? Nếu không thì anh Dậu sẽ không sống nổi qua đêm nay đâu Thiến Tư ơi. Nhưng còn nếu nhận lời bán nó, trời ơi, con gái của tôi mới ngần ấy tuổi đầu đã cực khổ gian nan, đứa con hiếu thảo như vậy thì lòng giá nào tôi bán nó cho đành tâm. Ôi hỡi ông trời, tại sao người lại quá bất công? Khổ đau gây chuyện bể dâu, tạo cảnh tan thương dồn dập cho dân nghèo. Trời cao của tôi cho một người mẹ thương con, phải sống cùng các em con trong mái tranh nghèo. Chứ xa tía má, xa các em thì con đây sẽ nhớ thương nhiều. Má không nhớ sao mỗi lần thấy con diều trao lượn là con gà mẹ xòe cánh để che chở đám gà con. Mỗi lần con giỡn nó đẻ nhiều, má cho bớt vài con thì nó rên rỉ chạy quanh tìm các con thơ dại. Con biết là má của con cũng vậy, má không thể lìa xa những đứa con chờ. Lời con tha thiết làm cho tim này đoài đoài, nhìn con nước mắt tuôn trào. Con ơi, dù cho cánh ngộ má đành không thở than, không lìa xa cả con. Gái lớn ơi, con đừng nên khóc nữa, má con không bao giờ đồng ý bán con đâu. Dù chịu đói nghèo trong cảnh cháo rau, dù tía của con khổ sầu nơi lao lý, dù lũ ác gian có ra tay hiểm ác, tía thà chết đi chứ không nếu như số phận không may mắn, con có bề nào thì cũng cam chịu thôi con.
chứ làm sao buộc trái tim người mẹ phải bán con mình cho kẻ lạ người xa. Bà Tư ơi, nếu như không có tiền nộp cho làng xã thì tiếc con bị người ta đánh chết, phải không bà Tư? Phải vậy không má? Tiếc con sẽ chết phải không má? Đừng hỏi nữa, má con đau lòng lắm gái lớn à. Như vậy là tiếc sẽ chết. Nếu tiếc chết rồi thì ai phụ má nuôi các em con đây? Không, tiếc con không được chết. Tiếc con không thể chết đâu má ơi. Con ơi. Ông trời ơi, ông có nhìn thấy cảnh tình này không hả ông trời ơi? Nhà thằng Dậu đây ha. Dạ, dạ bẩm bà Cai, đây đúng là nhà của con. Gái à, con bồng em với thằng Tuất ra nhà sau chơi đi con. Dạ. Đem ghế tao xuống coi. Dạ. Nghe nói vợ chồng mày có đứa con gái muốn bán phải không? Dạ bẩm bà Cai, vì nhà con bị... Đừng kể lễ dài dòng. Tao nghe người ta nói mày có đứa con muốn bán heo. Bán hay không phải nói rõ ràng, nếu không thì tao đi chỗ khác mua, chớ tao đâu ở không để nói chuyện lòng vòng. Dạ thưa bà Cai, tôi cần một số bạc để đóng thuế cho chồng tôi đang bị gông cùm, nhưng tôi không có ý định bán con mình. Xin bà đừng phiền tìm nhà khác mà mua. Mày muốn bán bao nhiêu thì cứ nói đại, treo giá làm cao, tao còn lạ gì cái chuyện này. Nói thẳng ra đi, đừng rào đón làm gì. Để thuận thì mày bán, còn vừa thì tao mua. Một con bé nhỏ xíu, tao nghĩ nó cũng trơ xương vì đói vì nghèo. Bộ mày tưởng nó là vàng ngọc hay sao? Mày không tính lại hả? Tao đi về à. Dạ, xin bà Cai hãy dặn cương nóng giận, hãy nghĩ thương cái cổ của dân nghèo, đừng buộc con phải đem bán con mình. Thật tình thì con không có ý làm cao. Vậy thì tao mua với giá 4 đồng bạc, về ở không lại có cơm ăn áo mặc. Chỉ vì con tao hiếm muộn đường xanh đẻ nên mới mua nó về để đỡ đầu con. Thưa bà, tôi nghĩ cháu đây đã nói rõ rồi, nó không bao giờ có ý định bán con. Bà hãy đi đi, chắc tìm được vui mà, chỉ sợ làm bà phải thêm mất thời gian. Tao muốn mua đứa nhỏ là để giúp vợ chồng mày. Nghe nói chồng mày bị đóng trăng sắp chết thấy không? Nếu mày can đảm đứng nhìn chồng mày chết thì thôi, tao về à. Dạ bẩm bà, mới đi lần đầu mà về không á thì xui lắm bà. Mình mua không được đứa nhỏ thì hỏi coi trong nhà có gì bán không, mình mua lấy hơn với bà. Dạ bẩm bà, nếu bà muốn giúp con thì nhà con chỉ còn một con gà mái vừa ấp nở 12 con và một con chó dện. Dạ xin bà mua giúp để con có tiền cứu chồng của con. Dạ con lại bà. Nhà nghèo rớt mồng tơi còn mày đặt nuôi chó. Dạ bẩm bà, nó khôn lắm. Vợ chồng con suốt ngày đi làm lụng ở ngoài đồng, nó giữ nhà còn phụ coi em với gái lớn nữa bà. Vậy thì luôn cả con gà mái với 12 con, một con chó vợn, tao trả cho mày 1 đồng đi. Bẩm bà, nội bày gà con nuôi 2 tháng nữa là bán được 2 đồng rồi. Vậy thì mày nuôi 2 tháng nữa là bán luôn cho con mày, tao không có mua nữa. Dạ bà ơi, con xin bà đừng giận, con lỡ lời nói vậy thôi. Giả lại chỉ có 1 đồng, còn 5 đồng nữa con tìm đâu cho đủ để đóng thuế cho chồng con. Con lại bà, xin bà hãy trả thêm cho con. Bẩm bà, mấy đồng bạc đối với bà như con dê nhổ một sợi lông, xin bà làm phước giúp chị ấy. Mày tu niệm từ bao giờ mà nhân đức quá vậy Tài?
Dạ, con bẩm bà. Con xuất thân từ nơi đồng ruộng cho đến ngày lớn khôn, nhờ bà con bên nội mang về cho ăn học mới nên thân. Bấy lâu nay con yên phận ở tỉnh thành, nay về đây thấy lại cảnh khổ nghèo, nhớ mẹ cha xưa cũng cuốc cày lao nhọc, lận đận suốt đời chẳng được chén cơm no. Tình cảnh khác chi là anh chị giàu, nên con chua xót trong lòng nói giúp vài câu. Vậy mày muốn tao mua giúp nó giá bao nhiêu? Dạ, 3-4 đồng gì cũng được bà. Ờ, tao mua 3-4 đồng gì cũng được, nhưng mày chịu khó không lãnh lương 3-4 tháng thì tao mua. Đâu phải tiền của mày đâu mà mày tiếc. Thôi, không nói dông dài nữa. Nếu bán con nhỏ thì tao mua luôn những thứ kia cho đủ tiền nộp thuế. Còn nếu không thì thôi, không có gà chó gì nữa hết, tao về. Dạ khoan, bà ơi bà, bà ơi. Gái lớn, con định đi đâu vậy con? Gái lớn, con làm gì vậy? Nhỏ kìa, tao không có thì giờ, mày kêu tao làm cái gì, hả? Bà ơi, bà chờ con với. Con chịu bán con cho bà. Gái lớn, con điên rồi hả? Má không bán con, không có người mẹ nào nỡ bán con của mình hết. Con nghe rõ chưa? Hả? Thì con nói là con tự bán con mà. Má ơi, con bán con thì tía con sẽ không chết. Tía không chết thì tía sẽ về với má, phụ má kiếm tiền nuôi các em của con. Con thương tía má lắm, con thương các em của con lắm. Má không nỡ bán con, nhưng con không nỡ nhìn tía con phải chết. Con không nỡ nhìn má khổ, nhìn các em con chịu đói. Bà ơi, nếu bà thương con, bà mua con với ổ gà và con chó với giá 6 đồng nghe bà. 6 đồng thì mới đủ nộp thuế cứu ba con. Bà giúp má con đi, rồi khi về với bà muốn con làm trâu làm ngựa gì con cũng chịu hết đó, con lại bà mà. Bà ơi. Dạ, con nghĩ bà làm phước cho con bé, biết đâu khi con bé về cô hai sẽ chống sanh quý tử. Ừ, thôi được, vậy thì mày lấy văn tự viết sẵn, điền tên vợ chồng nó vào rồi lăn tay điểm chỉ. Ơi, nhưng giấy tờ còn phải lên làng xã chứng, phiền phức quá. Dạ bẩm bà, con thấy chị dậu lăn tay có 2 người chứng là đủ. Vậy vợ dậu nghe đọc văn tự rồi kêu 2 người chứng, tao đưa tiền. Gái lớn ơi, đừng mà con. Má, đây là lần đầu tiên con cãi lời má. Má có giận có đánh con thì con cúi xuống cho má đánh. Nhưng đánh xong rồi, má cho con đi để lấy tiền cứu tía con nghe má. Con cúi rồi nè má. Con. Má. Con hỡi biết mấy yêu thương, ôi cảnh đoạn trường lòng đau như xe. Đời con bé nhỏ ngây thơ, đói khổ cơ hàn chưa có ngày vui. Nay bán não nùng thế lương, con sẽ nhớ mãi quê xưa, mưa nắng hay mùa liễu tranh sơ san. Ngày đêm con chấm đôi tay, khe khe nguyện cầu Đức Phật từ bi cho các em yên lành không khổ sầu nhớ con.
Thôi, đừng làm tôi mũi lòng nữa. Nghe tôi đọc nè. Tôi tên Nguyễn Văn Dậu, năm nay 26 tuổi, ở xã An Thiện. Vợ tôi Lê Thị Đào, 24 tuổi, ở cùng làng. Có mượn của bà Nguyễn Thị Búc, vợ cả ông cai tổng Trần Đức Quế ở chợ quận, một đôi bông tai vàng trị giá 20 đồng bạc, hẹn trả góp một năm 2 đồng bạc, đúng 10 năm phải trả dứt. Nếu không lo tròn, vợ chồng tôi xin chịu tội. Gái ơi, con tôi. Con đi làm cho người ta rồi. Mai mốt tí về cõng thuốc ra đồng bắt cua, bắt dế nha. Tí về lâu quá. Ngủ đi con. Chị Dậu ơi. Ai đó? Chị Dậu, tôi nè. Trời đất, chú mới, làm sao chú ra được? Tôi không chịu đựng nổi. Hồi nãy tôi giả vờ đau bụng, bảo thằng Tuần đưa tôi đi đồng. Thừa lúc nó sơ ý, tôi đập nó một cây, nó liền ngất xỉu. Tôi chạy vào đây báo tin cho chị đó, rồi tôi phải chạy đi ngay. Trời ơi, chú đi đâu khi thương tích đầy mình? Tôi vẫn còn sức mạnh, chị đừng lo. Nhưng rồi chú biết đi đâu? Lỡ quá là bị chúng bắt lại. Dẫu có chết tôi cũng chạy khỏi nơi đây. Tôi lội qua bên kia sông là thoát nạn rồi. Sẽ đi lần đến dải ruộng Bà Cái, ở đó tôi tạm nứt một vài ngày, coi sự tình rồi tính sao. Nhưng mà chú không quen ai, rồi ăn đâu, ở đâu? Chị khỏi lo, ruộng đất của Bà Cai bạc ngàn mênh mông, thiếu gì chỗ núp, đói thì bắt cua bắt cá mà ăn, dẫu sao cũng đỡ hơn trong tay của lũ ác ôn đó. Thôi, tôi đi nha, chị ráng lo cho anh Dậu. Tôi nhớ rồi, Bà Cai tổng có chú tài xế, chú ấy tốt bụng lắm, nếu quen được cũng đỡ. Thôi đi đi. À nè, con củ khoai bỏ theo cho đỡ đói. Thôi để đó cho mấy đứa nhỏ, tôi uống được miếng nước khỏe lại rồi. Chị Dậu nè, tôi đi nghe. Cầu trời Phật cho chú mới tay qua nạn khỏi. Bây, nó còn quanh quẩn đâu đây nè. Ráng kiếm cho kỹ, bắt đem nó về đây cho tao hay chưa? Để đi. Chết rồi, họ đuổi bắt chú mới. Vợ thằng Dậu đâu?
Dạ. Vợ thằng Dậu đâu? Dạ tôi đây. Trời ơi, chuyện gì vậy? Mình ơi, Mình, chồng tôi sao vậy nè? Thằng Dậu nó sắp chết rồi, tụi tôi không rảnh mà lo canh giữ đâu. Giao nó cho mày đó, tụi tao còn phải đi bắt thằng mới nữa. Tụi bay bỏ nó xuống, đi kiếm thằng mới cho tao. Mẹ nó, ông mà kiếm được mày vậy thì mày nát thay với tao. Trời ơi, anh Dậu chết rồi. Anh Dậu ơi, tỉnh lại. Mình ơi, con là Sơn ơi, cứu chồng tôi, con là Sơn ơi. Tim vẫn còn đập, có lẽ thằng Dậu đói khát quá cho nên nó lả người đó con. Con lo đổ cho nó chút cháo đi. Cháo nấu con mấy đứa nhỏ đó vẫn còn đó, để thím hâm cho nóng lại nghe chưa. Mình ơi, cố gượng sống với vợ con chồng sớm. Tỉnh lại đi mình ơi. Bà con ơi, anh tỉnh rồi. Thím nói rồi mà, nó bị đói khát mấy ngày, còn bị đánh đập quá cho nên mới ra nông nổi này đó. Giờ chỉ lo ép ảnh ăn vài miếng cháo cho khỏe dần. Thôi, sắp sáng rồi tụi tôi phải ra đồng. Chiều về có bắt được con cua con cá nào đó cho anh ăn mau lại sức. Thôi, tụi tôi đi nghe chị Dậu. Dạ, dạ, cảm ơn cô bác nhiều lắm. Cháo hầm nóng rồi nè, con đút cho nó ăn từ từ nha. Mình ơi, mình ráng hút vài muỗng cháo cho nó tỉnh người. Miệng tôi đắng lắm không có ăn đâu. Mình lo cho hai đứa nhỏ đi. Hai đứa nhỏ để tao lo. Con ráng ăn cho vợ con nó ăn với. Hai ngày nay nó chạy đôn chạy đáo, có miếng gì trong bụng đâu. Ráng ăn đi mình à. À, mày còn sống á. Còng nó lại. Trời ơi, anh vừa mới tỉnh, các ông ấy để cho anh hút miếng cháo cái đã. Cháo rau gì? Tụi bay có biết suốt đêm nay tụi tao như con chó mang ruộng lội đồng đi tìm thằng mới tối rã ruột rồi. Cái lũ tụi bay làm hổ các ông còn ngồi đó ăn nữa. Nhưng nhà tôi bệnh nặng, sức cùng lực kiệt, xin chú xót thương rồi tôi sẽ lo. Tao không rảnh rỗi chờ đợi chúng mày. Hôm nay quan tới thu thuế tại làng, dầu bệnh hay không cũng gặp mặt quan tùy ý xử phân. Tần đến hãy mau trói thằng Dậu đưa lên nhà diện, còn mày ở nhà lo đủ thuế nội ngày nay. Còng nó lại. Tụi bay một lũ mà chẳng làm nên trò trống gì hết. Đừng, đừng kéo chồng tôi. Mày dám, mày dám xô ông à? Nào ngừng tay lại, họ đánh mình được chứ mình đánh họ là bị tù đó. Bị tù cũng được, chứ họ hiếp người quá, tôi không chịu được. Ông kia, mày muốn làm loạn phải không? Dạ, bẩm thầy Hương quản, chồng tôi đang đau, mà ông cứ lôi cứ kéo. Chồng mày hả? Chồng mày là hoàng đế chắc. Tụi bay nữa, còng nó lại. Dân mà dám đánh chức việc nhà nước, quá lắm rồi. Giải nó lên huyện cho nó ở tù mất công cho tao. Dạ, tôi lại các ông xin tha cho nó. Chồng nó bệnh hoạn nặng lắm mà. Nghiệp của ông anh, không việc gì đến bà. Mà muốn ở tù luôn phải không? Tụi bay đâu? Dạ, đưa đi. Đau. Trời ơi. Má ơi. Má ơi, má. Mình ơi, mình ơi. Tía ơi, tía. Người ra bắt má, người kia. Con ơi, bởi tía bất tài vô dụng làm khổ vợ con chết không xong mà sống cũng chẳng ra. Chúa má con cực nhọc đắng cay, đã chồng lên hai mặt
giải gồng gánh cho chồng tất tả ngược xuôi. Bao tháng năm dài nào có một ngày vui, nuốt đắng ngậm cay ngọt bùi chưa được nếm. Đôi mắt trung sâu dành môi khô héo, thân thể xác xơ máu trong tim như cũng muốn cạn dần. Yêu chồng con đời đâu quan đói nghèo trung chuyên, nhớ mình buổi xưa khi mới xe duyên. Đôi má em hồng như trái đào non, chồng cài bừa vợ cây mương gặt thuê, sông vũ đồng áng về ngồi bên mâm cơm bốc hôi. Sớt chia nhau từ cổng rau miếng ca, trong mái tranh quê hạnh phúc tràn đầy. Gái lớn ra đời nỗi bồng bể trên tay, hai năm sau đến con nỗi mừng như được ngọc. Tia má bắt đầu lão nhọc, ruộng lúa thất mùa, hạn hán thiên tai. Bà nội mất rồi tía lại nay ôm ai đau, con út sanh ra trong cảnh nhà khốn khổ. Tức ơi, nếu mà con đi không về nữa, thì tía con ta đồng chết với nhau cho vừa ý ông trời. Đào ơi! Cái gì mà đi không về? Cái gì mà đồng chết với nhau? Con đừng có nghĩ quẩn như vậy. Thằng Tuất nó ngủ rồi, con để nó nằm xuống đi. Nè, ráng ngồi dậy xong cho nó ra mồ hôi sẽ khỏe lại ngay. Thím Tư ơi, tôi lo cho vợ tôi quá à. Lo thì phải ráng ăn uống cho nó mau mạnh chứ. Má con gái mà nó biết con hư như vậy á, nó không có chịu nổi đâu. Nè, xong đi, Thím đi chạy kiếm một cái hộp gà nấu cho con tôi cháo thương hàng nha. Tấm lòng vàng có trăm manh áo rách. Anh Tòng, mở cửa đi. Làm cái gì mà bữa nay tới sớm vậy? Bữa nay cuối tháng, phải hoàn tất giấy tờ vụ thuế má lúa ruộng cho quan, nên phải tới sớm. Sao hôm nay anh không ở trong nhà mà ra gác cổng vậy? Lâu lâu ra đây cho nó thoáng. Quan còn ngủ, ngồi đây chơi cái đã. Chà, bộ muốn tâm sự hả? Sao biết? Nhìn thấy cái mặt anh bí xị là tôi biết rồi. Gần Tết rồi, nhớ nhà phải không? Sao không xin phép về? Quê tôi ở tận miền Trung, đâu còn ai mà về. Tôi buồn là vì tôi tức cũng đồng lính lệ như nhau. Sao thằng lính bé thì được theo bà đi đó đi đây, còn tôi thì hết qua khẩu quan rồi lại đến đâm lưng lẫn quẩn lanh quanh mãi ở chỗ này. Nhìn mãi cũng chán những người ra vô. Cả các cô gái của quan nữa hả? Ý chớ nói bừa, chuyện bí mật đến tay bà, quan bị xé xác mà tôi cũng chẳng yên. Mình nói chuyện khác đi. Tôi với anh làm gì có chuyện, là nô bọc cho quan suốt đời cứt cổ khum lưng. Nhưng mình cũng hơn cây đang dần đèn, suốt đời làm lụng cơm chẳng đủ no, lại còn bị đánh đập như là con vật. Thầy cũng có tình thương, nhìn thầy khi tử kiện tưởng tim thầy là thép lạnh. Làm việc cho quan, nếu mà không lạnh thì một là ở tù, còn hai là bị đuổi. Mà tôi thì không thể bị đuổi được, vì tôi còn có mẹ già và con dại. Thôi, tôi phải vào lo giấy tờ à. Con người của anh ta thật khó hiểu. Mẹ Tư, sao hôm nay tới sớm vậy?
Dạ bẩm quan, không có sớm đâu, hơn 7 giờ rồi. Vậy sao? Dạ. Ta lại tưởng bà dặn thầy tới sớm chứ. Dạ đâu có. Nè, thằng đó lại đây biểu coi. Dạ bẩm quan, quan dậy sớm quá, để con kêu thằng Sửu ra gác, con vào hầu quan. Mày có làm bổn phận ở nhà sao chưa? Dạ xong hết rồi, lúc gà gái hiệp ba. Tốt. Đây nè, một đồng thưởng mày đó. Dạ bẩm cảm ơn quan. Nè, bà lớn có dặn mày chừng nào bà về không? Dạ bẩm, bà lớn nói chừng nào cậu cả đòi về thì bà về, chắc mấy bữa nữa đó quan. Vậy hả? Bà có dặn mày gì nữa không? Dạ. Dạ. Nè, mày đừng có giấu giếm tao chi, cứ thành thật nói ra, tao đây sẽ cho thêm, không phải một đồng mà sẽ gấp đôi. Dạ như vậy thì con sẽ theo quan, nếu như bà lại trả bằng ba thì tao sẽ trả cho mày gấp bốn. Sao? Mày hãy nói hết lời của bà. Bẩm, nếu mày không nói thì hãy cuốn gói đi liền. Để làm gì cái thứ như mì, làm việc dưới quyền mà lại chẳng nể gì quan. Dạ bẩm quan xin đừng có giận, con sẽ nói liền chẳng thiếu một câu. Nói từ đuôi cho cái chí đầu, bà nói gì có sai biểu gì không? Dạ bà kêu con vừa nói vừa sai. Này, nói chịu chi sai bảo điều gì? Dạ bà nói ông tánh tình rất hảo, với bọn đàn bà con gái chung quanh, nên bà bảo con phải chịu khó khăn, rồi sai con lập tức đi nhanh. Đi làm gì và sai mày đi đâu? Bà dẫn con mua chai axit cho bà, con mua rồi nhưng cũng pha chế giùm ông. Mày pha chế? Pha chế cái gì? Sao lại giúp tao? Dạ con đổ axit ra, con pha nước lạnh vào, bà có tạt người ta cũng không sao, hoàn khỏi mang tội. Giỏi. Giỏi, đáng thưởng hai đầu lương lắm. À, kìa, hình như cái ban hậu tài xã An Thiền tới. Nè, mày đánh trống thăng đường đi. Dạ. Xã An Thiện có đưa gì tới không? Dạ bẩm quan, hôm kia lúc quan ra tỉnh, xã trưởng có mang đến cho bà một phong bì lớn. Vậy hả? Dạ. Bà là phỏng tay trên của tao rồi, đòi tụi nó vô đi. Dạ bẩm quan. À, các người đến nộp thuế đó hả? Xã trưởng sổ sách đâu? Bẩm quan, sư thuế còn thiếu mấy người nên con chưa nộp được. Hôm nay chúng con đến quan là để kiện con này đã hành hung đánh chức việc nhà nước lúc thi hành phận sự. Con này đó. Dạ. Làm gì tụi bay nhìn tao dữ vậy? Sao tự nhiên quan cười á? Chuyện của tao, đàn bà con gái là dám hung hăng đánh chức việc của làng, giỏi lắm. Nó là vợ con của thằng nào á? Dạ bẩm quan. Mày cười gì? Dạ con cười. Dạ nó là vợ của thằng Dậu. Hả? Dạ bẩm quan, ừ, vợ chồng nó nổi tiếng cứng đầu cứng cổ nhất ở trong cái xã này. Vậy sao? Nghe đồn ở xã An Thiện thầy Hương Quảng là con cọp dữ, roi da của thầy đâu mà thầy không trị nổi bọn này. Dạ bẩm thưa quay, tại sao nó dám hành hung? Thì mướn người nuôi, còn hắn ở
sớm hiệp những túng nghèo bữa đói bữa no. Lời lẽ đây rất hợp lý hợp tình, hai cháu ráng mà nghĩ suy. Phần con út gì hứa giữ giùm, hai cháu đừng bận tâm. Nhưng mà... Thằng Dậu đâu? Thằng Dậu đâu rồi? Dậu! Bọn họ tới, tôi phải núp mới được. Dậu! Tao được lệnh quan bắt mày lên đóng công chung với vợ mày. Tôi đang đau yếu các ông không thấy sao? Mày đau thì kệ mày. Còn ba đồng tiền thuế tính giật luôn hả? Kỳ này mày không đóng, tao dỡ nhà mày luôn đó. Tuần đến đâu? Còng nó lại. Chỉ có ba đồng tiền thuế mà các ông muốn lấy mạng người ta. Phải rồi, ở đây xa mặt trời quá nên xã ấp các ông mới lộng hành như vậy. Bà là ai mà giọng nói nghe kẻ cả quá vậy? Tôi là Tư Xuân, bà con bên vợ quan đốc phủ sứ Kim ở Thạnh Phú. Vợ chồng thằng Dậu là em họ xa của tôi. Phủ sứ Kim? Dạ. Xin lỗi. Ủa, lâu nay làng xã không nghe nói vợ chồng thằng Dậu của bà con. Tôi có chồng xa nên mấy chục năm không có về. Bây giờ thì xin cho ông biết, cậu em tôi thiếu thuế bao nhiêu? Dạ, tính luôn của tên hội, tất cả là 3 đồng. Đây, đây là 3 đồng tiền. Còn 5 đồng này tài hương quản về mua trà bánh cho ban hội tề. Dạ, cảm ơn bà. Tụi bay về. Cảm ơn cô đã giải nạn cho vợ chồng tôi. Anh thấy đó, đồng tiền có sức mạnh vạn năng, hễ có tiền á thì việc gì cũng xong hết. Bây giờ anh chị hãy nghe tôi, nén lòng mà xa cách đôi năm, rồi sẽ có một ngày kia, cha con chồng vợ được tương phùng, trong cánh mừng vui, không còn vất vả gian nan, chỉ lánh đồng lương để cho anh tu bổ lại căn nhà, mướn thêm ruộng để làm, để nuôi dưỡng hai con. Có khó nhọc gì đâu, chị chỉ dắt rửa nuôi một cụ già đã gần đất xa trời, không ăn được cháo cơm. Đứa con hiếu thảo kia muốn mạng sống của mẹ kéo dài, nên chẳng tiếc của tiền kiếm hàng chục vú em. Đào, nghĩ sao? Thì cứ tự ý mà làm, anh không thể mở lời. Khi bản thân anh như ngọn đèn trước gió, thân còn không lo nổi, làm sao giúp đỡ cho em? Mình đừng chia rẽ cân phân, vợ chồng là phải cộng khổ chia đau. Vợ chồng tính kỹ đi, tôi qua nhà bà Tư coi mặt cháu Út một chút rồi tôi trở qua. Nếu thuận, tôi sẽ ứng trước 1 tháng lương là 10 đồng để lại cho anh. Mình à, mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn nghĩ gì nữa? Khi cô Tư là người đại ân đại đức, đã cứu mạng em và ra tiền giải họa cho anh, giờ chỉ còn biết cất tiếng kêu xin giáng đến tầng ông trời, thương kẻ nơi dương trần đời sao lắm gian nan, giúp
mà giờ này chúng ta còn đây với bao hy vọng ngày về. Xin ráng chờ mình ơi, còn biết nói sao ngoài hai tiếng hai chờ hai đời. Tôi ở lại đây còn mình đi nơi phương trời diệu vời. Biết đó là thiên đường cực lạc hay địa ngục trần gian đang chờ đón em. Lại nuôi tiếp những đau thương nỗi tiếp ê chề. Muốn giữ mình nhưng biết lấy gì để giữ, vì một thân tàn ma dài như tôi. Nên phải đành chấp nhận chia phôi, tiếp tục sống đi chờ em trở lại. Đôi bóng đèn khuya với hai con dài nghe tiếng giạc kêu sương mà dò xé trong lòng. Mình ơi, mình đừng nói nữa, để tôi can đảm ra đi. Biết đâu lời cô Tư nói đúng, mình phải xa nhau để có một tương lai sáng sủa hơn. Mình có tiền than thuốc, các con no ấm là tôi thấy vui rồi mình à. Anh sẽ cố gắng mạnh, cố gắng nuôi con trong những ngày mình xa vắng. Nhưng bây giờ mình hãy cho tôi khóc như lần đầu tiên tôi khóc lúc ban khôn. Nhưng giọt nước mắt mà thiên hạ cảm thương, nhưng đối với tôi đó là những lời trách hận. Tôi tự quán trách mình một lần sau cuối bằng hương vị đắng cay của những giọt lệ sau cùng. Rồi tôi sẽ tập trung tất cả nghị lực của người nông dân nơi ruộng đồng, dầu bị dài bừa cũng không bao giờ ngã gục. Để tôi xứng đáng với mình, người vợ kiên cường tiết hạnh của tôi. Sao? Kết cuộc thế nào? Anh chị tính toán rồi chưa? Dạ thưa cô, xong rồi. Để tôi soạn đồ. Khỏi đem gì cả. Ra chợ tôi sẽ mua sắm cho chị. Đây, đây là 10 đồng. Tôi ứng trước một tháng lương, đến lúc nào chị nghỉ thì mới trừ lại. Đây, mình cất đi, nhớ mua sữa cho con. Tôi phải đi liền, để con nó dậy tôi đi không được. Nó ngủ im rồi. Đi đi. Thiêm Tư. Thiêm Tư ơi, đây là lời ký thác, xin gửi lại hai con. Nhờ thiếp trông nom giùm, trong những ngày con phải đi xa. Đứng lên đi, đừng làm như vậy mà con. Dẫu ôm đau hy vọng trước sau, thì mãi thay con mà sang sông thuốc thang giùm. Con đừng lo lắng, cứ yên lòng đi với cô Tư. Tuốt ơi, phải bỏ hai con rồi, đứt ruột tan lòng con, có biết hay không?
Thôi mình đã tính chuyện phải đi thì đừng nên bệnh rịnh nữa. Các con ở nhà đã có tôi và thím Tư chăm sóc. Mình đi, ráng giữ gìn sức khỏe. Nếu thấy không ở được thì xin cô đây về nhà với cha con tôi. Đừng có ráng chịu đựng một mình, tôi không có muốn đâu. Cô Tư, vợ tôi đã khổ nhiều rồi. Nếu cô đã thương thì xin thương cho trót. Đừng để cho vợ tôi gặp chuyện gì không may nữa nghe cô. Anh yên tâm đi, ở với tôi thì coi như là người nhà của tôi rồi. Tôi không để ai ăn hiếp chị đâu mà anh sợ. Thôi, mình về kẻo trễ chị à. Mình ơi, tôi đi nghe mình. Mình đi. Nhớ chăm sóc các con nghe mình. À, tôi đi. Xuân à. Dạ. Cha nói con Vú đó đã có 3 con rồi à. Dạ bẩm cậu đúng vậy. Vợ chồng chị ấy là nông dân, nghèo khổ lắm. Chồng chị ấy bệnh hoạn, không tiền đóng thuế thân, bị đám ác ôn ở ấp xã hành hạ hiếp bức đủ thứ. Cho tội nghiệp nên mới đưa chị ấy vào làm ở đây. Quan đốc tờ nói sữa của nó tốt lắm. Cụ cố dùng mấy tháng nay khỏe ra. Cháu còn ở chơi, nhớ dặn con bếp phải lo đồ tẩm bổ cho nó đặc biệt một chút nha. Dạ, cậu đừng lo. Cháu thấy chị bếp lo cho mấy Vú đầy đủ lắm. Nhưng cậu muốn cho nó thêm một vài món đặc biệt hơn. Cháu cũng mừng mà thấy cậu có lòng thương kẻ dưới tay như vậy. Để có dịp, cháu sẽ cho chồng chị ấy hay để yên lòng. Cậu à, hay là cậu cho phép cháu đưa chị ấy về thăm nhà vài ngày nha. Cháu cũng biết là bà đã ngoài 90 rồi. Sự sống như là đèn treo trước gió. Thuốc này kéo dài tuổi thọ mắc bao nhiêu cậu cũng lo mua. Khi biết sữa người quý hơn cả nhân sâm, nên cậu mới trọng dụng những cô có bầu sữa tốt. Còn Vú Đào không những có bầu sữa tốt, mà bà cố còn mến chuộng cả con người. Bảo nó hiền lành nên bà rất yêu, riết rồi không muốn uống sữa của đứa nào. Cậu không muốn làm phiền lòng mẹ, nếu cho Vú đi bà sẽ la rầy. Đã 6 tháng nay chị ấy xa nhà, không có một lần về để thăm viếng chồng con. Mỗi tháng nó lãnh lương gửi về đều đặn, dẫu có về thăm cũng đâu có bù đắp được gì. Hay là rước chồng nó lên đây cho làm việc ở trong nhà, để nó gần chồng bỏ ý định về quê. Dạ, cậu nói cũng phải. Thôi để hôm nào cháu bàn với chị ấy. Rồi con định ở chơi chừng nào về? Dạ, con có việc nên thăm bà và cậu xong, một lát con phải về. À, có việc thì con cứ về đi. Dạ. Con muốn nói gì? Sao lại ấp a ấp úng vậy? Dạ, có điều này con muốn thưa qua với cậu. Nếu không phải, mong cậu đừng giận mà bỏ qua cho. Gì mà rào trước đón sau vậy hả con? Trong đám con cháu, chỉ có mình con là cậu nể phục và thương mến nhất. Có chuyện gì, con cứ nói đi, đừng ngại. Dạ thưa cậu, dòng họ nhà ta thế gia vọng tộc đã bao đời nay. Bà luôn dạy cho chúng con,
dù quy quyền địa vị đến đâu, dù giàu sang danh vọng cách mấy, cũng phải nhớ lấy chữ đức làm đầu. Hay lắm, con nhớ lời dạy là hay lắm đó. Bà con nhân hậu từ tâm lắm, lời của bà dạy là khuôn vàng thước ngọc, phải luôn sống theo đúng lời bà dạy nghe con. Dạ thưa cậu, vậy mà gần đây con nghe râm ran tin đồn. Tin đồn? Ai đồn? Mà họ đồn gì vậy con ha? Dạ thì các quan chức hội tề bè bạn với cậu cũng có, mà trong dân chúng cũng có nữa. Dữ vậy à? Sao cậu không nghe kìa? Mà họ đồn gì vậy con? Dạ, họ nói trong dinh đốc phủ xứ thường xảy ra những chuyện tai trời, ý thế cậy quyền hạ hiếp người dân, khiến bao nhiêu người phải nát cửa tan nhà. Mà nhất là chuyện của mấy cô gái đẹp, bất kể độc thân hay đã có gia đình, hễ người của dinh đốc phủ thấy dễ nhìn là đem quy quyền xa hãm hại người ta. Cả gan trong cái lũ người hồ đồ mấy bà, đồn đãi gần xa những chuyện tài trời, muốn bôi cho trách dấu lên dòng họ nhà mình, chứ dinh đốc phủ này luật lễ rất là nghiêm minh. Cậu, con xin cậu đừng có giận. Cũng có thể người ta ganh ghét nên nói quá sự thật, nhưng theo con thì phải có lửa mới có khói cậu à. Vậy là ý con nói gia đình này có người thất đức bất nhân, chuyên hãm hại người cô thế phải không? Dạ, dạ thưa cậu. Vậy con cứ nói cho cậu biết người đó là ai đi. Dạ con. Sao con không thẳng thắn nói ra người đó chính là cậu đi? Dạ, dạ, dạ con xin lỗi cậu, con không hề có ý đó. Xin cậu bớt giận cho con được giải thích rõ ràng với cậu. Có gì mà phải giải thích, chính miệng của con vừa thốt ra những lời binh vực, cho những lời đồn xấu xa từ cửa miệng người ta. Cậu à, nhưng... Có lửa mới có khói là sao? Dạ. Có khói nhà này làm điều săn bẫy, mà người đó là ai? Có phải là cậu hay không? Dạ, dạ thưa cậu. Vì trong nhà này chỉ mình cậu là đàn ông, hãm hại vợ người đàn bà làm được hay sao? Vậy thì từ nay con hãy coi mình là người ngoại tộc. Cậu cũng đừng đặt chân tới đây, không khéo sẽ bị xấu lây. Cậu à, con đã nói rồi, cậu nên bình tĩnh lại đi. Đây chỉ là tin đồn gây bất lợi cho nhà ta. Vì lo sợ cho nên buộc lòng con phải nói ra, chứ thật lòng con không hề nghi ngờ gì cậu. Dù cho trong nhà chỉ có một mình cậu là đàn ông, nhưng chung quanh còn biết bao đàn ông giúp việc, chưa biết là ai, chỉ xin cậu tin điều hơn tiền để già lưu tâm xem có chuyện đó hay không. Thôi được, cậu sẽ nhớ lời của con và sẽ lưu tâm đến chuyện này. Nhưng con nên nhớ một điều, chỉ vì một tin đồn không đâu mà con đem lòng nghi kỵ những người ở trong dinh đốc phủ thì cậu rất lấy làm buồn. Dạ, dạ thưa cậu. Nếu cậu là con, khi cậu nghe người ta nói về chuyện đó, cậu sẽ buộc người ta nói ra sự thật với đầy đủ cơ bằng. Còn nếu không, cậu sẽ tát vào mặt kẻ đó, lôi đầu nó lên nhà diện để người ta gấm đầu nó lại về tội mã lị danh dự nhà quan. Làm sao mà con làm được những chuyện đó hả cậu? Thôi, nếu những gì con nói lại cho cậu nghe đã làm cho cậu phật ý, thì cậu cho con xin lỗi và cứ xem như con chưa từng nói. Xin phép cậu con về. Mày đưa con Tư ra cổng rồi xuống nhà sau đi, khỏi quạt. Dạ.
chào chị gái. Nhé má, đi đâu mà lâu về quá vậy hả té? Con nhớ chị gái, con nhớ má quá à. Ờ, má với chị gái của con đi làm ở xa lắm. Đi làm kiếm tiền gửi về cho tía con mình có cơm ăn nè, có quần áo lành mà bận nè, và có tiền mua con trâu này để cày ruộng nữa. Con có thích không? Con thích con trâu này lắm. Ngày nào nó cũng cho con cởi, nó chạy khắp đồng ruộng nè. Nhưng mà con cũng thích có chị con nè, có má con ở nhà nữa nè. Tế ơi, vậy chừng nào má con với chị gái mới về vậy hả Tế? Rồi không bao lâu nữa, má con với chị gái sẽ về. Rồi cảnh nhà mình sẽ ở gần nhau, không còn xa nhau nữa. Để em con không còn thức giấc giữa canh khuya, thức tới gọi lên tiếng mẹ nghe nhói lòng, nước mắt đầm đìa tuôn rơi. Ngoài hiên gió bất lạnh lùng, ôi thương biết mấy cả con tôi đã chào đời trong cuộc sống nổi trôi, lớn lên trong đói lạnh cơ hàng, cuộc đời chưa có được ngày vui. Rồi bế dâu tạo cánh chia lìa, vợ xa chồng mẹ phải xa con, em thơ mong chỉ mỏi mòn, tiếng gọi xé lòng nỉ non. Có phải tia đây là người có tội, tạo ra các con mà bổn phận không tròn. Từng đêm tia thao thức một mình, nghe lệ mặn chảy vào tim. Tía ơi, vậy là tía nhớ má lắm phải không tía? Má xa dạy, má có nhớ tía con mình không tía? Má con nhớ tía con mình lắm. Ở đó chắc má con cũng khóc nhiều như hai con ở đây vậy. Thôi, trâu ăn no rồi, tía con mình dẫn trâu về. Để không thôi, em con nó khóc không có ai dỗ đó. Còn bà Tư ở nhà làm chi? Bữa nay tía chưa cho con cởi trâu mà. Ngày mai đi con, bữa nay bà Tư không có khỏe, mình phải về coi em, cho bà Tư nghỉ ngơi. Ngoan, nghe lời tía về nghe con. Dạ. Anh Dậu, anh Dậu. Ai kêu vậy? Ông là... Tôi là người cõng chị Dậu đêm hôm đó. À, thì ra anh là ân nhân của vợ chồng tôi. Mời anh về nhà uống chén nước. Thôi được rồi, ở đây không khí thoáng mát, ngồi nói chuyện một chút đi. Anh có gặp vợ tôi không? Tôi về đây là để hỏi thăm chị ấy. Bộ chị không có về à? Dạ có. Đêm đó vợ tôi ngất xỉu bên đường, nhờ cô Tư xung cứu. Và sau đó cô Tư đưa vợ tôi vào làm vú em cho một nhà quan, nghe nói cũng an nhàn lắm. Vậy cũng không uổng công tôi. Tôi về đây cốt chỉ là dò tin chị. Biết chị yên ổn, tôi đã yên lòng. Giờ tôi phải đi. À, khoan đã. Không mấy khi gặp người quen của vợ tôi, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ tìm cô Tư Xuân, hỏi chỗ vợ tôi, để anh nhắn gửi tin tức gia đình cho vợ tôi được rõ. 6 tháng nay, tôi chỉ nhận được tiền của cô Tư gửi, mà không hề có bức thư nào hay tin tức gì của vợ tôi. Chị ấy đâu có biết chữ đâu mà viết thơ. Vậy anh muốn nói gì thì cứ nói đi, tôi sẽ tìm tới tận nơi nói lại cho. Việc trước nhất tôi muốn nói là tôi đã khỏe mạnh, đã ra đồng cày cấy. Tất
cả đều do đồng tiền của vợ tôi. Đã dắt máu tim để cứu chồng khi đau ốm, mua sữa nuôi con còn lo than thuốc. Và cũng nhờ tiền tôi đã mua được một con trâu. Cuộc sống dễ thở hơn, không còn bị ai bức hiếp hành hạ. Tên Hương Quảng sách đến y trường, cô Múc cũng đã biết đi rồi, mở miệng luôn kêu tía ơi tía đi tìm mẹ, tôi đứt ruột đau lòng nỗi nhớ vợ. Hãy giúp tôi tìm đào cho được. Tôi sẽ giúp anh tìm được chị về. Ơn trọng của anh tôi xin ghi nhớ trọn làm gì những lời ân nghĩa quá sâu xa, tôi chỉ làm theo tiếng gọi của lương tâm. Giúp được một người là tôi thấy lòng thật vui. Anh hãy an tâm cố gắng mà lo cho các cháu nên người, tôi sẽ cố dò la tin nghĩa tức rồi sẽ nói lại chỉ đạo những lời nhắn gửi. Được vậy, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cứ quen miệng nói nghĩa ân hoài à, tôi không có thích đâu đó. Thôi, may mắn gặp anh tôi biết được tin tức của chị là tôi mừng lắm rồi. Bây giờ tôi phải về, và có dịp tôi sẽ gặp lại anh. Chào anh. Dạ, chào anh. Chú Đào. Dạ. Lại ông Biểu. Dạ, bẩm quan lớn muốn hỏi chi? Ngồi đi con. Dạ, con không dám. Bà hôm nay có khỏe không? Có uống hết sữa không con? Dạ bẩm, bà uống hết và đã ngủ yên rồi. Nghe con Sưng nói con muốn về quê phải không? Dạ, bẩm quan lớn, con nhớ chồng con của con lắm.
Dạ, xin quan lớn cho con về thăm vài ngày, rồi con sẽ trở lên. Ta thì cũng muốn cho con về, nhưng sợ bà không chịu. Dạ bẩm, ở đây có nhiều vú lắm. Nhưng mà bà chỉ thích con. Ta có bàn với con Xuân, cho rước chồng con lên. Ta cho nó việc làm để vợ chồng gần nhau, con chịu không? Dạ bẩm, chồng con quê mùa lắm. Ngoài việc đồng ruộng, anh ấy chẳng biết làm gì đâu. Dạ, xin phép quan lớn, con phải xuống nhà sau để phụ với chị bếp. Ở lại đi con, việc trong bếp mà để con bếp đó làm, con đừng có rớ vào. Nhớ nghe, lúc nào cũng phải giữ cho sạch sẽ, thơm tho để hầu bà. Con nghe ông hỏi nè, từ ngày con vào Dinh Đốc Phủ tới nay, đã có người nào làm chuyện không hay, chẳng hạn như là dám sàm sỡ với con, hay có những lời gió trăng hò hẹn? Nếu có thì con cứ nói thật ta nghe, đừng ngại ngùng, không sợ bất cứ ai. Kẻ nào hồ đồ, ông sẽ trị thẳng tay. Dạ cảm ơn ông mở lòng đại lượng, nhưng từ lúc vào đây cho tới bây giờ, chưa một người nào dám xúc phạm đến vương. Cũng nhờ Phú Xuân hết lời đe dọa, nên những người làm đều cư xử tốt với con. Có con Xuân là yên ổn mọi bề, vậy từ nay con cứ an tâm làm việc. Muốn đưa chồng lên thì ông cũng sẵn sàng, chỉ mong con đừng xin phép trở về, lỡ như bà buồn rồi sanh bệnh ắt là nguy. Dạ, con xin nghe lời ông dạy. Ngoan thì ông thương. Mấy chị vú trước biết nghe lời ông, sau khi thôi việc ông đều tưởng thưởng xứng đáng. Có người nhờ vậy mà ăn nên làm ra, bây giờ cũng làm bà này bà nọ với người ta. Có người muốn đổi thay cuộc sống, đưa cho chồng mình một số tiền nuôi con, rồi đi lấy chồng khác giàu hơn. Ông thì ông không tán thành cái chuyện đó đâu. Nhưng mà suy nghĩ cho cùng, họ cũng có cái lý của họ. Ôm nhau chết đói trong cái nghèo gẫm lại có ích gì, có khi còn mang tội vô mấy đứa nhỏ nữa. Chỉ bằng họ thay đổi như vậy mà cả hai cùng có lợi. Ông nghĩ vậy con thấy có đúng không? Dạ, con thất học, ngu dốt, đâu dám nhận xét ý kiến của ông. Nhưng phải gẫm lấy lời ông để mà sống sao cho nó có lợi. Thôi, con đi làm việc của con đi. Nhớ nghe, ông dặn phải giữ cho thơm tho, sạch sẽ, đừng để cho bà phật ý nghe. Dạ. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên ngó xuống người ta trong vàng. Phương diện quốc gia, mệt quá. Vũ Đào, Vũ Đào. Hả? Có chuyện gì vậy? Sướng ha. Từ trước tới giờ, nhà này cả chục người vú, quan lớn chẳng thèm dòm ngó đến ai. Nay bỗng nhiên chị lại được quan nói chuyện, lại còn bảo cho chồng chị lên làm chung nữa. Sướng thiệt. Nhưng tôi có chịu đâu. Thôi, tránh ra tôi đi. Đừng có vậy mà. Chị Đào à, nghe nói chị ở quê cực khổ lắm, ăn toàn khoai củ, mà sao da chị trắng trẻo, mịn màng, thơm mát quá vậy? Ông chồng chị khôn hồn thì lên đây, chứ ở mãi dưới con ngài miếng thịt ngỗng thơm tho bị người ta ăn mất. Nè nè, anh còn nói bậy bạ nữa, là tôi bẩm quan đó.
lại đem quan ra hù phải không? Tụi mình là lính hầu, chú em làm gì dữ vậy? Lại đây. Anh kia, buông người ta ra. Kìa cô Tư, xin lỗi, giỡn với chị một chút, chớ có gì đâu. Giỡn giỡn, thôi đi ha. Chị Dậu, đừng để ý. Cái đám lính tráng nhà quan lúc nào cũng ăn nói hoàng xuyên bậy bạ như vậy đó. Dạ, có lẽ ảnh hôm nay có uống rượu nên mới nói vậy, chứ mọi khi đâu có. Cô Tư tìm tôi có chuyện gì vậy? Có phải anh Dậu nhắn? Không, tôi tìm chị để nói cho chị biết. Chị Dậu à, tôi xin cậu tôi cho chị về thăm nhà vài hôm, mà cậu tôi không chịu. Vậy chị ráng chờ mấy ngày nữa, mợ tôi đi hành hương về, tôi sẽ nhờ mợ nói giúp, cậu tôi sẽ chịu thôi à. Cảm ơn cô Tư nhiều quá. Lúc nào cô Tư cũng lo lắng cho tôi. Tôi với chị có lẽ là có duyên từ kiếp trước, nên khi vừa gặp gỡ tôi đã thấy thương mến chị. Rồi khi đến nhà nghe tầng tai nhìn tầng mắt, số phận trung chuyên của chị càng làm cho tôi thêm tê tái trong lòng. Cùng chung một kiếp hồng, sao bao nỗi đắng cay lại trút vào cho chị. Gần nửa đời người vẫn mến vẫn chưa yên. Thương chị tôi đưa chị vào chốn vào sáng, để chị đỡ chân lắm tay bùng nơi ruộng mà. Chồng chị khỏi chịu rối đòn hành hạ, khỏi còn lo sợ bữa đói bữa no. Thưa cô Tư, những việc cô Tư lo cho vợ chồng tôi đều có kết quả như ý cô mong muốn. Tôi sẽ mãi mãi không quên. Sao vẻ mặt cô dường như có việc gì? Việc quan cho về hay không, xin cô đừng bận tâm đến nữa. Không, không phải tôi bận tâm vì việc đó. Điều tôi lo sợ là dung nhan của chị. 6 tháng trời xa ruộng mạ, không còn dải nắng dầm mưa. Cuộc sống tỉnh thành đã tô điểm sắc hương của chị ngày thêm rạng rỡ. Trong bộ quần áo lụa, chị không còn là chị dâu ở đồng quê. Chân nắm tay bùng, chị Dậu ơi, người ta nói hồng nhan quả thủy, không biết có đúng không, nhưng nhan sắc của chị quả là một điều tai họa cho chị, cho chồng chị, cho những gã đàn ông có răng trong lòng dòng trăng qua. Dạ, cô Tư. Cô Tư nói gì mà tôi không hiểu? Tôi muốn nói là tôi đã đem chị vào thì phải lo cho chị ra ngay, không thể dây dưa mà gây đại họa. Lập mà tức hôm nay tôi đi tìm vú để thay. Thương chị thì tôi phải hết lòng lo cho trọn vẹn. Chị cứ suy nghĩ đi rồi sẽ hiểu ý tôi. Dạ thưa cô Tư, thật tình thì tôi chưa hiểu gì đâu. Nhưng nghe cô nói nãy giờ tôi cũng thấy lo âu. Nếu nghĩ việc về quê tôi cũng thấy mừng trong bụng, vì sẽ được gặp chồng con tôi đang mong chờ héo hon. Mất việc nghĩa là chị sẽ không có tiền, chị không tiếc sao? Dạ thưa cô, mất tiền thì ai không tiếc.
nhất là những người đói khổ như tôi. Nhưng có tiền mà chịu nhục nhã thanh danh hoặc lỗi đạo với chồng con thì thà tôi chịu nghèo đói còn hơn cô à. Vậy là chị đã hiểu được ý của tôi rồi đó. Tôi về có việc, chị nên cẩn thận nha. À quên, có mớ áo cũ chị cắt may cho mấy đứa nhỏ. Nhan sắc của chị quả là một điều tai họa. Như vậy là sao? Những lời xa gần của ông đốc phủ lúc nãy và những lời của cô Xuân mới nói vừa rồi. Trời ơi, không lẽ cuộc đời mình cứ phải gặp những chuyện không may như vậy hoài hay sao? Sẽ không còn khổ nữa. Còn nếu con muốn đổi thay cuộc sống thì ông sẵn sàng tìm giúp cho con một chỗ xứng đáng cho con nương nhờ. Dạ không, con không làm chuyện đó được đâu. Con không thể có lỗi với chồng của con. Ông ơi, ông ơi, con quỳ xuống đây, con lạy ông, con van ông. Cuộc đời con đã khổ quá nhiều rồi. Con thì ngu dại gì mà con chịu khổ hoài vậy? Hãy nghe lời con sẽ được sung sướng. Con sẽ... Không, ông ơi, ông đừng đến gần con. Ông ơi, người ta biết được ông hạ hiếp một con vú nuôi tôi tới trong nhà, người ta sẽ chê cười khinh khi ông đó. Con không xứng đáng để ông làm như vậy đâu ông ơi. Đừng sợ, tắt đèn nhà ngoái như nhà canh vậy. Ông ơi, buông tôi ra, buông ra. Ông ơi, cậu, cậu buông người ta ra, cậu làm gì vậy? Thôi, chị Xuân ơi, chị Xuân ơi, cứu tôi, cô Tư ơi. Chị ra ngoài, chị ra ngoài mau đi. Con làm gì có mặt ở đây? Con hỏi cậu câu đó mới phải chứ. Thì ra những lời đồn đại của người ta hoàn toàn là sự thật phải không cậu? Nếu đó là sự thật thì sao? Tao có tiền, tao có quyền. À,
ai dám làm gì tao. Mày nên nhớ, mày là phận con cháu, là cái thứ... thứ nữ lưu ngoại tộc phải không cậu? Phải, con chỉ là thứ nữ lưu ngoại tộc. Huống chi con chỉ là cháu gọi cậu bằng cậu mà thôi. Nhưng con xấu hổ lắm, con nhục nhã lắm. Khi mỗi lần ra ngoài, con lại nghe những chuyện xấu xa thường xảy ra trong Vinh Quang Đốc Phủ. Bên trong cánh cổng quyền quý danh về sông vàng. Lại ấm chưa những tay ương tội lỗi kinh hoàng. Cậu ơi người ta bồng cùng cơ khổ, mây đêm thân mình đi ở làm. Người ta sanh con rồi bỏ con ở lại nhà với nước rau nước dao, rồi đem cả bầu sữa ngọt đến tận nhà quan mong đổi lấy đồng tiền đó. Chính con cũng nói người ta đổi lấy đồng tiền mà, cậu nào có cướp giật gì của ai đâu. Họ cắn răng bán sữa lấy tiền qua cơn khốn khó, nhưng họ đâu có bán xác thân mà cậu toan làm nhục họ. Nhưng đây là chuyện riêng của cậu, cậu không cần con xía miệng vô. Thì con sẽ không bao giờ xía vào chuyện riêng của cậu. Nhưng chị Đào là người cho con mang về, thì con xin cậu, cậu hãy buông tha cho họ. Cậu ơi, nếu như những người phụ nữ trong dòng họ nhà ta khi lỡ bước xa chân bị người ta làm nhục, thì cậu sẽ nghĩ sao? Hay là cậu cũng cho đó là điều thường xử trong cuộc sống nhiều như? Rồi cậu thấy lương tâm mình có được yên không khi đã từng gây nhục nhã cho bao người? Con nói là chỉ để nói như vậy thôi, chứ con không mong gì lai chuyển được tánh tình của cậu. Con chỉ biết một điều là con phải tròn trách nhiệm với người mà con hứa đùm bọc cưu mang. Vậy thì mày hãy mang nó ra khỏi nhà tao. Còn mày nữa, từ nay về sau tao không muốn mày đặt chân đến căn nhà này. Đi. Cậu khỏi lo, con sẽ đi, và coi như con không phải là người của dòng họ này nữa. Nhưng trước khi vĩnh viễn xóa tên trong dòng tộc nhà này, con phải trình bày tất cả cho bà con thân tộc biết. Và người mà con phải thưa chuyện trước tiên chính là mợ của con. Chào cậu. Nghĩ mình phương diện quốc gia, quan trên ngó xuống người ta trăm dặm. Không phải trùng hợp, không phải ngẫu nhiên, mà hoàn toàn thực tế. Đêm hôm đó, sau khi đưa chị trở lại, thì bà Quyện đuổi cả lính tòng, đuổi luôn cả tôi nữa. Chị biết sao không? Vì bà bảo tôi đã tòng với quan,
chứa mèo dắt đêm. Chúng tôi nài nỉ thế nào bà cũng không hề dung thứ. Quan thì cúi đầu lặng im, run sợ không còn lời chống đối. Sợ dở sao còn dở thối đi hèn, quen hiếp đát dân đen, hiếp người cô thế. Người như vậy mà tại sao? Đã bao năm anh vẫn theo hầu. Chị Đào, vì tôi nói tôi còn mẹ và hai con tôi, nên đành mắt lấp tai ngơ. Vậy anh còn cứu tôi để làm gì, để đến bây giờ chịu khổ cùng tôi. Chị Dậu ơi, tôi biết lòng chỉ còn thắc mắc, tại sao biết bao nhiêu cô gái xa vào tai quan dâm ác, mà tôi chỉ cứ một mình chỉ bất chấp hiểm nguy gian khổ cho mình. Vì tôi còn chất chứa bao uất ân tình, ngoài mặt lạnh lùng nhưng ngổn ngang tâm mối. Trước trò bỉ ổi tôi muốn tát vào mặt quan, dầu sự thể có ra sao. Nhưng nghĩ đến mẹ đến con tôi phải dằn lòng cho đến ngày gặp gì. Trước người thiếu phụ sắc son chung thủy, mặt đẹp như quá mà lòng dạ quá kiên cường. Trong hoàn cảnh này mà anh quá lời khen tặng, làm tôi nghe mai mía làm sao. Phải, người ta thường nói hồng nhan phận bạc, cũng vì chút nhan sắc này mà cuộc đời tôi cứ mãi lận đận lao đao. Chị ơi, dù cho tôi không tin lắm ở trời cao, nhưng tôi rất tin vào luật tuần hoàn nhân quả. Những kẻ đã dai rồi cũng đến ngày phải trả, người mất mát thiệt thòi sẽ được bù đắp nay mai. Tôi đã gặp anh Dậu dưới quê, anh khỏe mạnh và các con cũng vậy. Chỉ có điều họ rất là thương nhớ chị, và vẫn cầu mong cho chị sớm quay về. Phần chị từ nay đã có cô xuân, chính cổ đã nhờ tôi đứng bên ngoài chờ để cứu chị. Đưa chị về quê cho cả nhà đoàn tụ, chúng tôi sẽ cận kề như những người bạn thân gia. Như vậy là tôi sẽ được bình yên trở về quê gặp chồng và các con của tôi. Phải, và cô Xuân còn hứa sẽ đến gặp bà Nghị Quế để xin chuộc cháu gái về. Anh Biện ơi, tôi mừng quá. Cơn mưa này rồi sẽ tạnh phải không anh Biện? Phải, cơn mưa nào rồi cũng tạnh, và ngày mai trời lại sáng đó chị à. Anh Dậu ơi, em sẽ về với anh. Các con ơi, má sẽ về với các con. Cả nhà mình sẽ được ở gần nhau, không còn chia cách nữa. Tôi mừng lắm anh Biện ơi, em mừng lắm anh Dậu ơi. Các con ơi, má sẽ về với các con. Thank you.
sông buồn du con ơi.